Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món tôm hấp tỏi bún tàu. Bún tàu mua về chúng ta ngâm vào nước lạnh cho nở mềm. Chúng ta dùng kéo cắt bỏ các chân tôm và râu tôm. Bún tàu sau khi ngâm nở chúng ta vớt ra rồi xếp thành vòng tròn trên đĩa. Sau khi cắt bỏ phần chân tôm, tiếp tục chúng ta dùng kéo cắt dọc sống lưng tôm như thế này nè các bạn. Sau đó chúng ta lấy chất bẩn ra. Rồi chúng ta dùng hai tay tách nhẹ cho thân tôm mở ra. Rồi xếp lên bún tàu. Tỏi chúng ta đập dập, bóc vỏ, rồi sau đó chúng ta băm nhỏ. Dầu nóng, chúng ta cho tỏi vào phi thơm. Chúng ta cho một chút muối vào rồi đảo đều. Sau khi tỏi dậy mùi thơm, chúng ta múc tỏi ra ngoài. Rồi chúng ta cho 2 thìa dầu hào. Nửa thìa hạt nêm.
nửa thìa đường. Rồi chúng ta trộn đều. Và cuối cùng chúng ta cho một chút nước tương. Tiếp tục trộn đều để tỏi thấm đều hết gia vị. Trộn đều xong, chúng ta rưới sốt tỏi đã chuẩn bị lên thân tôm. Khi nước sôi, chúng ta cho đĩa tôm vào nồi hấp và chúng ta cho mấy miếng gừng vào xung quanh tôm. Sau đó chúng ta bật lửa lớn và hấp khoảng chừng từ 5 đến 7 phút đến khi tôm chín. Sau khi tôm chín, chúng ta gấp gừng ra ngoài. Rồi chúng ta rắc thêm hành lá và rau mùi lên trên. Và cuối cùng chúng ta đổ dầu nóng vào để cho hành lá và rau mùi dậy mùi thơm. Vậy là món tôm hấp tỏi bún tàu của chúng ta đã hoàn tất. Chúc các bạn làm thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy đừng quên theo dõi, like và chia sẻ nhé. Hẹn các bạn trong video sau. 谢谢大家收看家常美食。喜欢的朋友记得订阅、按赞、分享哦。我们下个影片见。